Thưa quý vị, vào mỗi dịp Tết ở Việt Nam, chúng ta sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh những người dân cùng nhau lặt lá mai một cách vui vẻ và thoải mái. Đây là một truyền thống lâu đời ở Việt Nam mà đến ngày nay vẫn còn được lưu truyền và thực hiện. Thưa quý vị, cây mai vàng là loài hoa đặc trưng cho ngày Tết ở phương Nam. Hiện nay tại Bến Tre, từ nông thôn cho đến thành thị, nhiều nhà vườn, các hộ dân, các cơ quan doanh nghiệp đã bắt đầu thực hiện công việc lặt lá mai đón Tết với nhiều mong muốn, hy vọng về một mùa xuân Quý Mão thật nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công. Từ lâu, hoa mai đã gắn liền với tính cách vừa mộc mạc, giản dị, vừa coi trọng nhân nghĩa, đạo lý ở đời của người Nam Bộ nói chung, cũng như người Bến Tre nói riêng. Thời gian tiếp nối, xuân có đổi mới, Tết có hiện đại, nhưng hoa mai vàng vẫn vẹn nguyên một cốt cách thanh tao, nhàn nhã, đậm đà hương Tết Việt. Cây mai vàng có ý nghĩa tinh thần to lớn cho mỗi gia đình chào dịp Tết. Màu vàng của hoa mai tượng trưng cho hy vọng, sự giàu sang và phú quý. Chính vì thế, gia đình nào cũng trang trí trong nhà một vài chậu mai với hy vọng sang năm mới thật may mắn, phát tài, phát lộc, gia đình ấm êm và hạnh phúc. Tôi cũng có trồng một số mai để dành Tết, rồi mình cũng lặt, rồi mình lấy bông vô mình trưng bàn thờ. Rồi một số thì mình để ngoài cây để cho nó tạo cái cảnh quan cho nó đẹp. Không những thế, tại các cơ quan doanh nghiệp, việc trưng mai vàng cũng trở nên phổ biến bởi chúng làm tăng giá trị thẩm mỹ, tạo không gian xanh, sự sang trọng và quý phái, mang đến một màu sắc tươi vui, đầy sinh khí cho người lao động trong những dịp Tết đến xuân về. Có được một cây mai vàng trực để trưng trong ngày mùng 1 Tết là mong ước của người người, nhà nhà. Vì vậy, lặt lá mai cũng là một công việc không kém phần quan trọng khi người dân phương Nam bắt đầu chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Theo cái phong tục cây mai thì ở đây mình thấy là Tết năm nào bà con cũng đi mua mai về để trưng lên bàn thờ tổ tiên ông bà, cũng như là cây mai vàng này nó chúc cho gia đình là năm mới được nhiều may mắn, làm ăn khá giả, phát tài phát đạt vậy đó. Ý nghĩa đó là theo mà lịch cổ truyền ngày xưa giờ để lại thì tượng trưng là cái sự may mắn. Ngày Tết mỗi nhà đều có một cành mai chưng giữa bàn thờ tổ tiên ông bà, để đó là sự may mắn đem đến là cái lộc của gia đình mình. Muốn qua mai nở đúng ngày xuân, người ta dựa theo kinh nghiệm của dân gian mà quyết định ngày lặt lá mai sao cho hợp lý và đúng lúc. Tùy thuộc vào thời tiết lạnh nhiều hay nắng ấm, việc lặt lá mai là để chuyển toàn bộ dinh dưỡng của cây tập trung đuôi nụ qua trong một thời gian nhất định để qua nở theo ý muốn. Phong tục và kinh nghiệm lặt lá mai ở hầu hết các gia đình đều do ông bà truyền lại. Hàng năm cứ độ khoảng mùng 10 tháng chạp âm lịch trở đi, nhiều gia đình, cơ quan, đơn vị lại bắt đầu lặt lá mai với một tâm thế thật phấn khởi, vui tươi và tràn đầy mơ ước về những điều tốt đẹp sẽ đến với mình và những người xung quanh trong năm mới. Tùy vào thời tiết và mức độ phát triển của cây mai, người ta có thể lặt sớm hay muộn, với hy vọng qua chỗ đúng dịp Tết cho gia đình thêm sung túc may mắn, cho đơn vị thêm phát triển rực rỡ hơn. Theo tôi thì tôi lặt đó là nếu mà mai mà nó có nụ lớn đó là mình lặt vào khoảng ngày rằm 16 thì mình lặt xong rồi là mình phải xới gốc rồi mình tưới nước rải phân vô, là tới Tết đó là nó trổ ngay 30 mùng 1 Tết là nó trổ bông bự. Còn nếu mà mình lặt mình không tưới nước, mình không rải phân đó thì nó sẽ trổ trễ. Còn mấy cây mai nào mà mấy cái mầm, mấy cái chồi của nó còn nhỏ, mấy cái nụ nó còn nhỏ thì mình phải lặt sớm, lặt trước khoảng ngày 12, 13. Nếu mà lặt lá mai đúng vào cái dịp mà ngay mùng 1 Tết trổ thì cái cây mai nó hả nụ bự á thì để 10 rằm 16 của tháng 11, còn hả nụ nhỏ thì đạt 13 cho nó trổ ngay là cái dịp Tết là bữa mùng 1. Trong điều kiện khí hậu thời tiết bình thường, nếu người dân muốn qua mai nở rộ cùng một đợt, có thể lại lá cùng một lúc, muốn qua nở kéo dài nhiều ngày, lớp này tàn lớp khác nở, thì lại lá xen kẽ ở các cành khoảng 2-3 lần, mỗi lần cách nhau vài ngày với cây mai có nhiều nụ qua. Bên cạnh đó, kỹ thuật chăm sóc cây mai vàng có nhiều yếu tố cần lưu ý. Các yếu tố được áp dụng để chăm sóc cây mai trong ngày xuân, đó là khí hậu nóng, qua mai trổ nhanh, lạnh trổ chậm. Nhiều nước trổ nhanh, nước ít trổ chậm, nút no đầy trổ nhanh, nút ít đầy trổ chậm, đọt ra lá non, qua trổ chậm,
và qua không nở tập trung. Việc chăm sóc cây mai để chuẩn bị cho qua nở đúng ngày xuân là một việc làm không dễ dàng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm cách chăm sóc của những người trồng mai yêu thích qua mai, tất cả đều mong muốn trong những ngày Tết, sắc vàng của qua mai sẽ nở rộ ở mọi nơi mọi nhà, mang đến nhiều hy vọng may mắn và tốt lành cho tất cả mọi người trong mùa xuân Quý Mão 2023 này.